nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn liệu trình xong toàn thân cha mẹ sau sinh ở cữ. Các bạn có xem là buổi liệu trình này có những gì nhé. Xong hoặc có thể là dùng nước này để lau chân người. Chúng ta có tổng cộng là 4 hộp đã xong như thế này. Hộp này là hộp muối xong nguồn kiến để xác nhận xong phục hoa xong để xe tiết đẩy sản dịch ra ngoài. Một hộp như thế này các bạn có thể dùng được từ 5 đến 7 lần. Đây là chậu xông thần thánh. Cái chậu xông này rất là tiện lợi cho các mẹ. Chậu xông này các mẹ có thể đặt lên nhiệt rất phù hợp với tất cả các bồn cầu ở nhà của mình. Hoặc là chậu này chúng ta sẽ dùng khi mà chúng ta muốn rửa vệ sinh. Các mẹ nếu các mẹ không dùng thì chúng ta sẽ thấy cái này rất là tiện lợi. Đây là quà tặng kèm khi mà các mẹ mua chọn bộ xông của bạn Nhi. Sẽ có bộ đôi gừng nghệ. Khi các mẹ xong, các mẹ có thể kết hợp với gừng hạ thổ để thoa giữ ấm. Sau khi xong xong, các mẹ thoa nghệ hạ thổ để dưỡng tránh mờ vết thâm rạn của các mẹ. Còn hộp thảo dược xông mạch, hộp thảo dược xông mạch này trong một hộp thế này nó sẽ có 5 gói nhỏ. Tương ứng 5 lần xong của mẹ. Đây là một hộp như thế này các mẹ có thể sử dụng từ là 4 cho đến 5 tuần. Một tuần các mẹ có thể xong từ 1 cho đến 2 lần. Chúng ta nhìn lại trọn bộ của các mẹ có những gì nhé. Đây là trọn bộ liệu trình xong ở cữ cho mẹ, phù hợp cho tất cả các mẹ sinh mổ và sinh thường đều có thể dùng được. Các mẹ muốn biết rõ chi tiết hơn hãy liên hệ và hương bay để các bạn được tư vấn nhé. Lưu ý là mình sẽ nhận được một phần quà khi mua chọn bộ này.